Trong lịch sử, Borussia Dortmund mới có vỏn vẹn một lần vô địch Champions League vào năm 1997, trong khi gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain chưa từng lên ngôi vô địch. Chính vì thế, năm nay là thời cơ tốt để cả Paris Saint-Germain lẫn Dortmund có thể viết thêm những trang sử mới cho lịch sử đội bóng ở đấu trường hấp dẫn nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Đội khách Paris Saint-Germain là những người được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn sao đắt giá trong đội hình. Nhưng tại Signal Iduna Park, đoàn quân của huấn luyện viên Edin Terzic từng lội ngược dòng trước một Atletico Madrid nổi danh với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Vì vậy, họ cũng chẳng có lý do gì để thực sự ngán ngại đại diện tới từ thủ đô nước Pháp. Đương nhiên chẳng có lý do gì để hai bên không tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Niềm hy vọng của đội chủ nhà được đặt lên Jadon Sancho, bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Manchester United đang dần tìm lại phong độ trong màu áo đội bóng vùng rùa. Bên phía đại diện nước Pháp, ngôi sao được kỳ vọng tỏa sáng sẽ là Kylian Mbappe, người đã có 8 bàn thắng tại UEFA Champions League năm nay và đang hướng đến cột mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp tại đấu trường này. Và trong một ngày đẹp trời khi Sancho chơi hay đến mức làm lu mờ hình ảnh của Mbappe thì bạn hiểu ai là người chiến thắng rồi đấy. Sau khi giành thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi trên sân Signal Iduna Park, Dortmund giờ đây có đôi chút lợi thế trước thềm lượt về diễn ra sau đây một tuần nữa. Dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng Sancho vẫn là cầu thủ hay nhất trận theo điểm số từ các trang thống kê. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United dê bóng qua người thành công tới 12 lần trong trận đấu. Kỷ lục của một cầu thủ người Anh trong lịch sử Champions League. Ngôi sao 24 tuổi còn tạo ra 3 cầu ăn bàn, trong đó có tình huống dọn cỗ cho Niklas Füllkrug, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ. Chia sẻ với TNT Sports, cựu danh thủ Owen Hargreaves khẳng định Jadon Sancho xuất sắc hơn Kylian Mbappe. Ông chia sẻ thêm, bạn có thể chỉ trích rằng cậu ấy không kiên định, nhưng hôm nay Sancho vượt trội hơn mọi cầu thủ trên sân, dù có một số cái tên đẳng cấp thế giới ngoài kia. Cậu ấy vượt trội hơn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Kylian Mbappe, điều đó đáng được khen ngợi, cực kỳ ấn tượng. Về phần mình, Jadon Sancho chia sẻ với Jamie Carragher trên CBS Sports, tôi rất thích điều đó nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn phải đến Paris và hy vọng có thể hoàn thành công việc ở đó, nhưng tôi đánh giá cao những lời khen ngợi. Huyền thoại Peter Schmeichel sau đó nói đùa rằng Sancho đang đề nghị được gia nhập đội hình đến Euro 2024 của huấn luyện viên Gareth Southgate, điều mà Schmeichel sẽ không vui bởi tuyển Đan Mạch sẽ chạm mặt với Anh ở vòng bảng. Bên kia chiến tuyến, những người bại trận có vẻ đã sẵn sàng cho trận lượt về. Chia sẻ với tờ L'Equipe, vị trí lực gia người Tây Ban Nha vẫn vô cùng tự tin và khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi quyết tâm hơn. Huấn luyện viên 53 tuổi nói, đó là bóng đá, thường thì việc ghi bàn thật tuyệt vời nhưng đôi khi nó không xảy ra. Chúng tôi muốn cụ thể hóa các cơ hội của mình hơn nên sẽ phân tích nó. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Phòng thay đồ bị ảnh hưởng một chút nhưng ở Paris, đội bóng đã thấy những người hâm mộ có thể giúp đỡ nhiều như thế nào. Chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ và trong tâm thế không còn gì để mất. Trên nền tảng mạng xã hội X, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh trận bán kết hấp dẫn này. Bình luận trong bài đăng của tài khoản chính thức UEFA Champions League, người dùng xe Jesus chia sẻ, bước từng vàng của Dortmund làm Paris Saint-Germain hôm nay hoảng sợ, thì tài khoản Kylian bình luận, Mbappe sẽ trở lại mạnh mẽ. Thực tế thì không chỉ có mình Mbappe mà nguyên hàng công của gã nhà giàu nước Pháp có một ngày thi đấu với phong độ kết tủa. Trước trận đấu, người ta nói nhiều về việc Hakimi và Dembele sẽ có ngày trở lại để bón hành cho đội bóng cũ. Nhưng những gì mà họ thể hiện trên sân xem chừng giống như đang tri ân các cổ viên Dortmund trên khắp các khán đài Signal Iduna Park hơn. Còn chủ tịch của Paris Saint-Germain, ông Nasser Al-Khelaifi đã sắp xếp mọi công việc để bay sang Đức xem đội bóng của mình chơi trận bán kết. Và đây là gương mặt của ông trên khán đài mỗi khi thấy Dembele dứt điểm. Quả là khó vẽ nụ cười. Trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định Paris Saint-Germain có động lực lớn để đoạt cả 4 danh hiệu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ thêm, giành cú ăn 4, tất nhiên chúng tôi nói về nó. Đó là cách làm nên lịch sử cho câu lạc bộ. Nhưng quan trọng nhất là cách chúng tôi thi đấu thế nào để hướng tới chiến thắng. Huấn luyện viên Enrique có lý do để tự tin bởi Paris Saint-Germain đã bất bại tại vòng bảng khi gặp Dortmund mùa này. Đáng tiếc khi họ không thể làm điều đó lần thứ 3 trước sức ép nghẹt thở từ Signal Iduna Park. 90 phút trên đất Đức chứng kiến khung thành đội khách liên tục bị đe dọa với tốc độ kỹ thuật và sự lắt léo của hai ngôi sao chạy cánh Jadon Sancho và Karim Adeyemi. Bên kia chiến tuyến, Ousmane Dembele và Kylian Mbappe không thể tạo ra sự khác biệt. Đáng trách nhất có lẽ là cựu sao Dortmund. Anh là trung tâm của lối chơi, liên tục có bóng nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Theo thống kê từ Footmob, Dembele chạm bóng trong vòng cấm chủ nhà 8 lần, tung ra 4 cú sút và có số bàn thắng kỳ vọng 0.64, nhưng không một lần nào chọc thủng lưới Dortmund. Số 10 thường chọn giải pháp sút xa từ ngoài vòng cấm thay vì chuyền bóng cho đồng đội hoặc tiếp tục đột phá.
Phút 80, lần hiếm hoi Dembele có cơ hội ở vòng 16m50 thì anh lại chọn dứt điểm một chạm và đưa bóng đi lên khán đài trong sự cạn lời của các cổ động viên đội khách. Trong những tình huống ngặt nghèo nhất, Paris Saint-Germain lại nhìn về phía siêu sao của họ, Kylian Mbappe. Đáng tiếc khi đây cũng là trận đấu hiếm hoi chứng kiến số 7 im hơi lặng tiếng. Dù vẫn tạo ra 3 đường truyền ngon ăn, 2 lần dễ bóng thành công, nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngôi sao người Pháp là tình huống sút trúng cột dọc ở phút 51. Trong ngày mà đoàn quân áo vàng liên tục thể hiện sự lấn lướt, những Vitinha, Fabian Ruiz hay Achraf Hakimi không thể hỗ trợ quá nhiều cho hàng công hoặc đảm nhận trọng trách ghi bàn thay cho họ. 90 phút kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Dortmund và các cổ động viên đội khách chỉ biết ra về trong sự ngán ngẩm khi những chân sút bên phía Paris Saint-Germain tỏ ra quá gỗ. Nếu vẫn muốn giành cú ăn 4, huấn luyện viên Erik Kay cần sớm tìm ra lời giải cho tuyến đầu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại Champions League 2023-2024 chứng kiến đại diện nước Pháp không ghi được một bàn thắng nào. Sân nhà Parc des Princes có thể sẽ là điểm tựa để họ nghĩ về một cuộc lật đổ như những gì đã làm với Barcelona. Nhưng thứ khiến nhiều người phải trầm trồ ở trận đấu này không phải là những tình huống bỏ lỡ 10-10 của Dembele, mà là màn trình diễn ở một đẳng cấp rất khác của Jadon Sancho. Tiền vệ người Anh mạnh mẽ và chơi vô cùng nổi bật khiến hậu vệ cánh Nuno Mendes của Paris Saint-Germain suốt cả trận liên tục cảm thấy khó thở. Không khó để ta tìm thấy những lời khen dành cho cầu thủ này trên các trang mạng xã hội, thậm chí còn công nhận Sancho mới thực sự là cái tên chơi hay nhất trận đấu này, bất chấp việc giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do UEFA chọn ra là đồng đội trung vệ Matt Hummels. Rõ ràng tiền đạo người Anh đã có một trận đấu chơi tuyệt hay và sẽ là trọn vẹn hơn nếu Sancho có thể ghi bàn trong trận này. Tuy nhiên, có thể thấy việc Sancho cải thiện nhanh chóng và lấy lại được phong độ ở thời điểm này là dấu hiệu đáng mừng với riêng Anh, còn với Man United thì thậm chí còn vui hơn khi Quỷ Đỏ đang cố tìm cách thu hồi vốn từ Anh nhanh nhất có thể. Sau trận thắng nhọc nhằn nhưng đầy xứng đáng của Borussia Dortmund trước đội bóng đã đánh bại họ ở chính giai đoạn vòng bảng, UEFA đã trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho trung vệ Matt Hummels. Thực sự thì trung vệ người Đức đã có một trận đấu tốt với sự chắc chắn trong khâu phòng ngự như thường lệ. Thế nhưng hầu hết những ai xem trực tiếp trận đấu rạng sáng nay đều cảm thấy tiếc nuối về việc danh hiệu này đáng lẽ cũng có thể được trao cho một cái tên khác xứng đáng không kém, đó là Jadon Sancho. Thật vậy, chính cầu thủ người Anh mới là cái tên được nhiều trang phân tích bóng đá chấm điểm cao nhất ở trên sân. Theo SofaScore, Sancho được chấm 8,2 điểm trong 90 phút thi đấu. Nhiều người có thể sẽ thắc mắc khi mà Niklas Füllkrug mới là người ghi bàn thắng quyết định giúp Dortmund giành lợi thế trước trận lượt về. Nhưng hãy nhìn vào những con số sau đây của tiền vệ đang thuộc biên chế Manchester United. 99 lần chạm bóng, 88% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, 3 key pass, 13 lần tranh chấp thành công và một pha tắc bóng chính xác là những gì Sancho đã thể hiện trước dàn sao của đội bóng nước Pháp. Đặc biệt, phẩm chất mạnh nhất trong bộ kỹ năng của tiền vệ 24 tuổi là dê bóng đã được anh thể hiện tối đa và vô cùng hiệu quả trong trận đấu này. 12 trên 17 lần dê bóng thành công là một con số khủng của một cầu thủ tại một trận đấu có tính chất quan trọng bậc nhất của mùa giải như thế này. Với thành tích này, Sancho đã trở thành cầu thủ có nhiều pha quang người nhất tại UEFA Champions League cho đến thời điểm hiện tại. Không những thế, đã 16 năm kể từ lần cuối cùng có một cầu thủ thực hiện nhiều pha dê bóng hơn trong một trận bán kết Champions League do Lionel Messi thực hiện trong chính trận đấu gặp Manchester United năm 2008. Nhìn màn trình diễn này, người ta tự hỏi, đâu rồi một Sancho vật vờ, thi đấu hờ hững và thiếu quyết tâm? Đâu rồi một Sancho vô kỷ luật và bị Ten Hag tố là lười tập luyện? Chính cầu thủ mà ông thầy người Hà Lan muốn đẩy đi lại đang chơi một đẳng cấp cao nhất và đang thể hiện hết những phẩm chất mà Man United từng thèm khát để mua bằng được cầu thủ này. Sau trận, khi được gọi lại phỏng vấn cùng với Jamie Carragher và Peter Schmeichel, ngoài những lời khen có cánh về màn trình diễn trên sân, Sancho còn nhận được câu hỏi từ cựu thủ thành Man United rằng liệu anh sẽ ở lại Dortmund. Câu trả lời của Sancho sau đó là rất đáng chú ý. Tôi vẫn chưa biết, tôi chỉ đang tập trung cho hiện tại. Đã có nhiều thông tin cho rằng Sancho sẵn sàng trở lại Man United nếu người ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ không phải là Erik Ten Hag. Và biết đâu nếu quay trở lại nhà hát của những giấc mơ với một tâm lý thoải mái, đôi chân của tiền vệ người Anh sẽ lại thăng hoa như ở thời điểm hiện tại thì sao? Có thể nói Dortmund đang trở thành niềm cảm hứng cho nhiều đội bóng tại UEFA Champions League. Dù phải đối đầu với những đối thủ giàu có hơn rất nhiều, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Edin Terzic vẫn trình diễn một thứ bóng đá thực sự thuyết phục người xem. Họ đang được chọn vào vài những vị cứu tinh tiềm năng của giải đấu bị nhuốm màu tiền bạc và nằm trong tầm kiểm soát của các câu lạc bộ giàu có. Trong 4 đội vào bán kết, Paris Saint-Germain vẫn chưa vô địch nhưng họ đem đến nhiều ác cảm cho giới mộ điệu. Trong khi Bayern Munich đã vô địch giải đấu này 4 năm trước, Real Madrid thì miễn bàn. Thế nên nếu đội bóng vùng rùa tạo nên bất ngờ ở mùa giải năm nay, Champions League rất có thể sẽ được cứu rỗi khỏi sự dễ đoán đến nhàm chán của nó.
Nhìn vào màn trình diễn trong trận thắng của Dortmund trước gã nhà giàu nước Pháp, người ta tin rằng đội bóng vùng rùa hoàn toàn có thể tiếp tục một lần nữa tiến vào trận chung kết sau 12 năm từ khi để thất bại trong trận đấu cuối cùng với đại kình địch Bayern Munich. Hành trình tiến tới trận đấu bán kết của Champions League năm nay đối với đoàn quân huấn luyện viên Edin Terzic có thể coi là một điều bất ngờ khi cả 3 đội còn lại tại vòng bán kết này đều đang xếp ở vị trí thứ 2 trở lên trên bảng xếp hạng quốc nội. Trong khi đội bóng áo vàng hiện tại chỉ đang xếp vị trí thứ 5 tại Bundesliga. Thế nhưng đội bóng vùng rùa không cần phải lo lắng về một chiếc vé chơi ở Champions League. Mùa sau khi mà UEFA đã chính thức trao suất thứ 5 tại giải đấu này cho đội bóng thứ 5 của giải đấu nước Đức. Hồi đầu mùa, ít ai có thể nghĩ đoàn quân của Edin Terzic có thể tiến xa tới vậy tại Champions League năm nay khi mà họ nằm trong bảng tử thần bao gồm những cái tên như Paris Saint-Germain, AC Milan và đại gia mới nổi của bóng đá châu Âu là Newcastle United. Mặc dù để thất bại trước đối thủ Paris Saint-Germain tại vòng thứ nhất, nhưng với việc cầm hòa chính đối thủ nước Pháp trong vòng đấu còn lại đã giúp Dortmund hiên ngang tiến vào vòng knockout với vị trí nhất bảng cùng 11 điểm có được. Đối thủ đầu tiên của đội bóng nước Đức là PSV Eindhoven. Sau khi bị đối thủ cầm chân tại Hà Lan với tỷ số 1-1, Dortmund đã xuất sắc đánh bại đối phương trên thánh địa Signal Iduna Park với cách biệt 2 bàn, qua đó tiến vào tứ kết chạm trán đối thủ khó chịu của Tây Ban Nha là Atletico Madrid. Kịch bản cũ tiếp tục lặp lại khi mà đoàn quân huấn luyện viên Edin Terzic không thể có bất cứ một lợi thế nào trên sân khách sau khi để thua 1-2 tại Metropolitano. Nhưng khi trở lại sân nhà, họ đã đánh bại thuyết phục đội bóng thành Madrid với tỷ số 4-2 để tiến vào bán kết với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận. Lại thêm một lần nữa chạm trán đối thủ ở vòng bảng để chiến đấu với chiếc vé vào chơi trận đấu cuối cùng. Nhưng Dortmund lần này được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi và bàn thắng quý như vàng của Niklas Füllkrug sẽ là lợi thế lớn trước khi hành quân đến Pháp, trận đấu mà họ chỉ cần giữ tỷ số hòa để đạt được mục tiêu của mình. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley của nước Anh. Thật thú vị là Dortmund đã chơi trận chung kết mùa giải 2012-2013 trên chính sân vận động huyền thoại này. Cặp đấu còn lại, Bayern vẫn còn nguyên cơ hội chơi trận chung kết sau khi hòa 2-2 với Real Madrid trên sân nhà. Nếu cả hai đội bóng nước Đức có thể vào chơi trận chung kết cùng nhau, thì Champions League năm nay sẽ lại là một trận siêu kinh điển của bóng đá Đức với sự kiên cường bất ngờ của Borussia Dortmund. Và đó là câu chuyện của Phút Bù Giờ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Nếu yêu thích video này, hãy cho chúng tôi một like, một share và một subscribe để ủng hộ ekip thực hiện. Những diễn biến mới nhất của các giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn sẽ được cập nhật hàng ngày trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.